Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại trong nhà tù Hòa Lò, thuộc phố Hòa Lò, thủ đô Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ một số cái hình ảnh về nhà tù Hòa Lò đến cô chú và anh chị. Minh Toàn có một loạt video về nhà tù Hòa Lò này ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm về thêm về các hình ảnh cũng như là trong nhà tù Hòa Lò này, muốn biết thêm về ngày xưa nhà tù giam các tù nhân chính trị của Việt Nam thời kỳ ngày xưa như thế nào, thì mong cô chú anh chị chúng ta hãy tìm hiểu và xem thêm ở trong kênh này nhé. Và hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại khu này là khu đài tưởng niệm. Minh Toàn sẽ đi một vòng khu này để gửi đến cô chú anh chị. Đây là một cái bức tường mà có thể nói là thể hiện lại cái sự mà nhà này nối liền nhà kia ở Hà Nội ngày xưa, và khoét nhà này khoét một cái lộ tường thông qua nhà kia để hoạt động cách mạng và thông báo những cái gì mà cần thiết. Thì không biết là nếu mà ngày nay thì cô chú anh chị không biết là chúng ta có làm được như thế này không các bạn nhỉ? Thì cô chú anh chị mà có nhận xét gì hay là có thể hiểu biết thêm về những cái hoạt động như thế này thì rất mong cô chú anh chị chúng ta hãy để lại bình luận ở dưới video này để mọi người để được biết thêm. Thì thực chất Minh Toàn cũng là một người đi du lịch khám phá chứ Minh Toàn chưa hiểu nhiều về những trong nhà tù Hòa Lò này. Thì rất mong cô chú anh chị hãy để lại bình luận để mọi người cùng hiểu thêm về nhà tù Hòa Lò. Và đây là cái khu đài tưởng niệm của các anh hùng liệt sĩ kiên trung bất khuất phung quang đời đời. Đây, chào các đồng chí ở lại Việt Nam muôn năm. Đây là một cây đại này được Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội và các vị lãnh đạo thành cách mạng trồng ngày mùng 3 tháng 2 năm 2000. Cây này, đây là một số cây cành đá thể hiện ngày xưa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây có rất là nhiều du khách trong nước cũng như là quốc tế. Đây một đoàn quốc tế. Và Minh Toàn ạ, mình sắp đi ra phía ngoài này. Minh Toàn cũng có một loạt video về cái khu vực này rồi nên là Minh Toàn sẽ không đi lại mà Minh Toàn đi sơ qua thôi để cô chú anh chị biết thêm. Đây là cái khu, đây là một cái phòng giam tù nhân chính trị nữ. Đấy. Và các cái vật dụng mà người ta dùng để tra tấn tù nhân chính trị nữ thì nó là đây. Đây cái cây cọc này, dây điện này, máy điện này, và một cái chai. Đấy. Chai này thì nguy hiểm đấy nhỉ. Đây là một cái máy chém. Đây là khu nhà Lim là máy chém. Đây là một số cái vật dụng mà để tra tấn tù nhân, thang, can, rồi là thùng phi để đựng nước, chăn màn, còng, bốc sinh. Đây là cái khu nhà là xà lim tử hình, tức là những tù nhân mà có quyết định tử hình là giam vào đây.
khu này khu rất là đáng sợ, còn một nơi rất là đáng sợ ở trong cái nhà ngục Hỏa Lò này, đó là một cái nơi gọi là địa ngục của địa ngục, tức là ăn uống vệ sinh tại chỗ. Thì khu đấy là khu biệt giam luôn, mà anh Toàn cũng có cái video ở trong cái khu biệt giam này gửi đến cô chú và anh chị rồi. Bây giờ mình toàn sẽ đi lại đấy một chút. Đây, đây là một cái khu phản các tù nhân hoạt động để đấu tranh chống địch khủng bố. Ta đi trước tiếp ở khu này nhé. Đây, đây là một cái tù nhân mô phỏng lại một cái tù nhân mà đang đang cắt cái cửa thờ, cái đường hầm đấy, cửa hầm để vượt ngục. Và chúng ta đi ra khu biệt giam của biệt giam nhé. Khu này là khu bán các đồ lưu niệm. Đây, đây là cửa cung ngầm. Cửa cung ngầm này là cái nơi mà các tù nhân chính trị đã vượt ngục. Một số đồng chí thì vượt ngục thành công, còn một số đồng chí thì không thành công. Và khi chúng ta vừa xem cưa song sắt ấy, thì là chính là những cái cửa cống ngầm này, các chính trị đã cưa các cái cửa cống ngầm này, đấy, cưa cái sắt này. Và xin mời cô chú anh chị chúng ta hãy đến cái khu địa ngục của địa ngục. Cái bàn này thì ngày xưa là ở khu này là các cái tù chính trị đã ngồi dưới gốc bàn này để thảo luận các cái chính sách cũng như là trao đổi các cái thông tin của các tù nhân với nhau và cũng như là bên ngoài. Đây là cây bàng này, nó có rất là nhiều tác dụng. Ví dụ như là chữa bệnh kết ly, rồi rửa vết thương, hạt bàng dùng để bồi bổ sức khỏe. Tù chính trị thường trao đổi các biện pháp chống chế độ ở dưới cái gốc bàng này. Và đây là mời cô chú anh chị chúng ta hãy vào cái khu. Khu này là cắt chốt. Thì khu này là một cái khu mà gọi là địa ngục của địa ngục. Đây, cắt chốt dùng để giam những người bị trừng phạt vì phạm tội nội quy của nhà tù. Cắt chốt ở Hỏa Lò là địa ngục của địa ngục, tức là phòng biệt giam chật hẹp và có thể nói là ăn ngủ nghỉ tại chỗ, vệ sinh tại chỗ. Đây, đây là một cái phòng biệt giam như này và ăn ngủ nghỉ vệ sinh tại chỗ luôn. Đây, và mô phỏng thì ở bên này. Ăn ngủ nghỉ tại chỗ luôn cô chú anh chị ạ. Không biết là cô chú anh chị có cảm nhận gì về cái khu vực nhà tù này. Và trong nhà tù Hỏa Lò này thì nếu cô chú anh chị mà đi một mình như cá nhân mình Toàn đây mà chúng ta không hiểu thì nó đều có những cái chỉ dẫn như này, là hướng tham quan đến đâu là có chỉ dẫn như này rất là thuận tiện. Mình Toàn đi cũng khá nhiều nơi nhưng mà nhiều nơi cũng không có những cái này, làm cho những người mà không có hướng dẫn viên du lịch đi thì cứ đi tù mù thôi. Nhưng mà ở đây thì khá là hay, hơn nữa là cũng có các biển chỉ dẫn để cô chú anh chị tham quan trong nhà tù Hỏa Lò này. Mình Toàn có một loạt video về nhà tù Hỏa Lò này trong kênh cô chú và anh chị đang xem. Nếu cô chú anh chị quan tâm thì mời cô chú anh chị xem thêm các video về nhà tù Hỏa Lò nói riêng và
Hà Nội nói chung cũng như Hạ Long nói chung về cuộc sống của con người Việt Nam. Nếu cô chú anh chị chưa đăng ký kênh thì xin mời cô chú anh chị đăng ký kênh để là người đầu tiên được thông báo và người đầu tiên được xem mỗi khi mà kênh của chúng Toàn có những video mới. Đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí cô chú anh chị nhé. Thì Minh Toàn xin phép là dừng video này ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.